Ok, hello toàn thể tất cả các anh em channel. Chào mừng tất cả các anh em đến với CBL 49 của mình nha. Và hiện tại thì mình đang ngồi ở trên chợ bán trái cây cho mẹ, bởi vì là có nhiều tiếng xe và nó hơi bị ồn, bởi vì mà mình em thông cảm. Bây giờ thì CBL 49 này mình sẽ giới thiệu cho anh em biết cái con rồng sắp tới. Đó chính là con rồng tuần tới của chúng ta là cái con công minh ra rành, từ ngày 4 cho tới tháng 2 năm 2019 nha. Và cái con công minh ra rành này dùng con Venom và con Boiling để like ra nó nha anh em. Đây chính là con công minh ra rành. Đây, cái đuôi của nó là một cái lồng đèn, vừa like giữa cái con rồng và con kinh công hay gì đó. Công minh ra rành gồm có 3 nguyên tố, đó chính là Light, Shadow và Fire, là ánh sáng, bóng tối và lửa nha. Với máu là 196 và damage là 72. Ok. Thời gian live đây, Rick time nè, là 1 ngày 2 giờ, hatching time là 1 ngày 9 giờ nha anh em. Rồi ai có VIP là 20 giờ 48 phút, và ai có VIP thì Rick là 20 giờ 48 phút và hatching là 1 ngày 2 giờ nha. Ok. Còn đưa nó vào team, và cho nó lên là level 100 và 4 sao hồng á, thì máu nó tới 250 tỷ và á tạch là 91, gần 92 tỷ nha. Ok. Đây chính là hai cái con Venom và Boiling. Là hai con này sẽ like ra được những con nào đây? Là like được con Warren anh em. Con Warren này nó là hệ Legend hay gì đó. Mà mày con Qua này đâu phải là Legend, đúng rồi. Qua lo mới là Legend, còn con Qua này nó chỉ có cái hệ bèo thôi. Mình nhớ lộn nha. Ok. Hai con này là like được Qua Melon, Candy, Sunflower, Mercury, Ari, Kogan và không minh ra rành. Ok. Rồi CBL này thì mình chỉ nói bấy nhiêu thôi. Và mình xin nói luôn là chắc khoảng từ đây cho tới chiều hoặc là tối mình sẽ livestream. Mình chưa biết thời gian nào. Nếu mà mình giờ mình bán trái cây cho mẹ về sớm thì mình sẽ livestream sớm cho mấy anh em, bởi vì mấy anh em cũng làm ơn bật cái thông báo trên cái kênh của mình đi nha, để biết được. Chứ hiện tại thì mình đang bán trái cây nè, mấy anh thấy rồi đó. Đây trái cây ngoài chợ rất là nhiều nha, mình đang ngồi ở chợ luôn. Đấy, mình đang bán trái cây ở chợ trưa đó, chưa bán ới thế bà luôn, không ai mua tiếp hết. Ok. Rồi, clip chỉ có bao nhiêu thôi thì nói cho mấy anh em biết là từ đây tới tối là sẽ livestream đó. Không biết thời gian nào nữa. Giờ thì bye bye và see you again mấy anh em. Ok. Mình tính nói thêm cái vụ mà hiện tại là nó đang có sự kiện về cái con sự kiện gì, nói là sự kiện năm mới đi, nói tóm lại là sự kiện năm mới, tại vì năm nay là năm con heo. Nó có một cái sự kiện là dành cho năm con heo đó anh em. Và hiện tại là mình chỉ mới tới level 2 à. Cái này là vì cái vụ mà mình đi làm á, đi làm ca 12 giờ đó, là từ 6 giờ chiều hôm nay cho tới 6 giờ sáng hôm sau đó. Là thời gian là nguyên 12 tiếng đồng hồ, nó rất là đuối. Bây giờ mình không có ra clip nữa. Hình như là mình bỏ là cỡ mấy clip rồi. Bữa nay hình như là đảo gồng của mình là ngày thứ 873 về anh em. Mà cái clip hình như là mình chỉ mới làm tới ngày thứ 870 thôi, mình đã bỏ 3 ngày luôn rồi. Bữa nay mình sẽ livestream cho mấy anh em nha. Từ đây tới tối mình chả biết có thời gian nào nữa. Nói tóm lại là mình sẽ livestream bất kỳ thời gian nào từ đây tới tối. Có thể một tí mẹ mình lên đó, thì mình về nhà mình sẽ livestream luôn cũng được nữa đó. Ok. Còn bây giờ thì bye bye mấy anh em nha.